Vâng, xin chào quý vị. Vâng, hôm nay em lại tiếp tục bán cho quý vị một cái con thớt là tuner nhé. Thớt này thớt tuner còn rất đẹp của Yamaha, để cho quý vị về là chúng ta có thể là ghép lên thêm, trồng lên thêm các cái âm ly của chúng ta, nhìn cho nó đẹp, cho nó hoành tráng. Vâng, đây là một cái con tuner của Yamaha, này mã của nó là con CT800 nhé, Yamaha CT800 này, CT800. Hàng về còn rất đẹp, thấy không ạ? Mặt mũi con rất tuyệt vời nhá. Và con này là FM90, hàng của Nhật nhé. Nhìn này, khi bật điện lên này, đấy, cái đèn nó sẽ sáng lên màu xanh rất là đẹp. Đồng thời đây sẽ có một cái đèn nó hắt lên trên để là nhìn thấy cái dải, đấy, chúng nó hắt lên vào cái mica này nhìn rất là đẹp này, thấy không ạ? Đấy, đấy nhá, hàng tuyệt vời luôn. Đấy. Con này là tuner này của nó được thiết kế là vỏ gỗ quý vị nhá. Cái vỏ gỗ. Đấy. Quý vị nào ai đang có những cái con Yamaha CA 800, CA 1000, CA 1200 mã thì CA 3 1300 mã nữa. Đấy. Thì những cái con này là nó sẽ có thể là đặt lên trên những con CA 800, CA 1000, CA 1200 mã cũng như là CA 1300 mã đây quý vị nhé. Rồi cả CA 825 mã nữa. Đấy, hàng của nó về đẹp không ạ? Vâng. Đấy nhá. Đây. Anten các thứ là còn đầy đủ hết. Đấy. Anten đầy đủ hết. Đấy. Anten em còn đầy đủ nha. Vâng, và anten FM thì chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ cần nắp cái dây anten vào đây như thế này, mua một cái anten nắp cái dây anten vào như thế này. Đấy. Là chúng ta sẽ bắt được đài FM ngay lập tức. Đấy. Đấy. Thì chúng ta có thể là nắp vào có cổng fixer hoặc là cổng variable này thì chúng ta nắp vào đâu cũng được nhé, chúng ta cảm động được. Đấy. Đây. Đấy. Quý vị nhìn này, con đài này nó rất hay ở chỗ nó có một cái output level đấy, để cho nó tiếng nó, quý vị nhìn này, đấy, output level nhá, chúng ta có thể là tăng giảm cái âm lượng của cái đầu ra, của cái đầu vào. Output level là đầu ra, âm lượng đầu ra cho cái tuner này nhá, đấy, tức là chúng ta thích thì có thể cho nhiều tiếng ra hoặc ít tiếng ra tùy. Đấy. À. Còn cái này là muting level gì đấy, thì nó liên quan đến một cái là nếu như chúng ta để on lên như này thì nó sẽ mất tiếng, nó không đưa tiếng vào trong cái con CT800 này, nó không đưa tiếng ra cho âm đi nữa. Này. Mà hình như cái cổng này là nếu như mà muốn đưa ra thì nhân phải là cắm một cổng fixed này bên cạnh đây, có thể là như thế. Em không giỏi về cái mấy cái tuner này lắm, vì em thì em cũng ít chơi nên em chỉ đoán thôi nha. Biết có đúng không? Có cổng fixed đây, đứng bên là cổng để làm gì? Tại sao sinh ra cái cổng đấy? Đấy. Thì em chỉ hai plan này. Không hiểu cái level này làm gì thì quý về cái này tìm hiểu nhé thêm nha em không đến bây giờ thì em chịu không mò được nữa. Đấy. Bác nào biết thì cũng có thể chỉ cho em nhé, để chúng ta là cùng chia sẻ thêm những cái kiến thức về đài đóm, về âm thanh để sao cho nó, vì em thực ra là em cũng không phải là một cái biết tuốt, đúng không ạ? Có những cái em cũng sẽ không biết và những có những cái các bác biết thì các bác chỉ cho em thì em cũng xin học tập thôi. Cũng đừng có cười em làm gì cả, bởi vì thực tế ra là chúng ta kiến thức nó là cả một cái biển rộng. Vâng, em có thể có những cái em sẽ không biết thì quý vị chỉ thêm cho em nhé. Này. Tức là em hiểu rồi. Tức là nó có một cái cổng bên cạnh đấy thì là chúng ta có thể là dùng output level chúng ta điều chỉnh được. Và còn một cái cổng kia là sẽ không chỉnh output level. Này, cũng nhìn này. Này đúng không ạ? Còn cái này thì em chưa hiểu. Này, cái này em chưa tìm hiểu được nhá. Quý vị về tìm hiểu thêm nhá. Để quý vị nhìn này. Em chuyển sang cổng cánh tay nhé. Đấy. Đấy. Hóa ra là vậy. Đây. Ngoài ra nó sẽ còn một cái cổng va nữa ở bên cạnh đây, là cái cổng FM muting. FM multi blation gì đấy này. Đấy nhá. FM multi gì đấy bên này nữa. Đấy, nó cũng đều là đầu ra hết. Đấy, nhưng mà không biết là nó tác dụng như nào thôi.
À, cái cổng này thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái âm tinh này. Đấy. Đấy. Cứ thấy không ạ? Lúc này thì gạt lên gạt xuống nó không ảnh hưởng đến âm tinh cả. Đấy. Hóa ra đây là ý nghĩa của các cổng nhá. Đấy, quý vị về tìm hiểu thêm cho em. Đấy. Ok. Em hiểu sơ sơ được một cái này một tí rồi đấy. Đấy. Quý vị về mày mò thêm nhá. Em sẽ đưa nó về trở lại cái phần mà có thể output được nha. Đấy, con này nói chung là quý vị nhìn đấy, hàng còn đẹp, rất đẹp, và đai đó mà còn dò được nha. Đây, chúng ta xoay cái nút này vậy, đến đâu có đài nó sẽ có sóng ở đấy. Đấy, đúng không ạ? Đây, bên cạnh đây là AM nhá. AM có bị về tự dò. AM thì em không biết sóng ngắn đâu, em chỉ biết sóng dài thôi. Đấy. Đấy. Gạt lên là mất đây. Đấy, tốt nhất là cứ để gạt xuống nhá. Đấy. Dò ok luôn. Đấy nhá. Tiếng ra đều ổn định. Đấy. Rất là nét. Đấy thì con đài FM, con đài tuner Yamaha CT800 vỏ cỗ này đấy, là giá của nó, vâng, giá của nó bình thường là 1.700.000, 1.600.000 tầm đấy. Mà con này thì 31/5 nhé, em sẽ bán xả cho quý vị, em sẽ bán xả cực sốc cho quý vị, vâng, 990.000 cho cái con tuner Yamaha CT800 này. Quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em. Vâng, số điện thoại bên em là 0966594581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Con này em bán xả cực sốc luôn và em khẳng định luôn là em bán lỗ luôn. Đấy. Nên quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhé. Em chỉ bán duy nhất một con này với giá này. Vâng. Em xin chào quý vị và xin gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo của bên em. Vâng.